Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp, chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Bính Dần, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Khoang giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thìn lao giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần và ngũ hành ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa ngày bính dần tức chi sinh can nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm lư trung hỏa kỵ tuổi canh thân nhâm thân ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày dần lục hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục xung với thân hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dầu vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi giáp thân nhâm thân nhâm tuất nhâm thìn, tuổi dung trong tháng, tuổi tan tỵ, đinh tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao minh tinh, tốt mọi việc, sao ngụ phú, tốt mọi việc, sao lục hợp, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao hà khôi, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sau ngủ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sau cậu giáo, xó mọi việc. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Chính Đông. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là bà tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Tý có được một ngày suôn sẻ, hanh thông để dành thêm thời gian cho việc phát triển cá nhân của mình. Với bạn tuổi Tý, bạn nhận được sự rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh trong ngày hôm nay nữa bên cạnh đó với bạn thủ tí có thể nhận được sự tin tưởng của bạn bè đồng nghiệp cơ hội thăng tín trong tầm tay với bạn với bạn chính sự thông minh nhanh nhẹn nhưng không ham danh lợi của bạn đã ghi điểm trong mắt mọi người nữa rồi và ngày này với bạn tuổi Tý bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý với các thành viên trong gia đình đang rất in ấm. Bạn tuổi Tý, bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Nhờ vậy mà nửa kia luôn cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương, gia đạo được an in vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim vận trình xuân xỉa bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho việc phát triển cá nhân tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có cơ hội thăng tiến khi bạn bè đồng nghiệp tin trữ tin tưởng từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ ghi điểm nhờ sự thông minh nhanh nhẹn của bản thân từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc mối quan hệ gia đình có được sự yên ấm nhờ luôn tôn trọng nửa kia và đánh giá của 3 tuổi tí trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 46 số 59 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen của nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi sửu. Từ vi tuổi sửu, chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài nâng đỡ Cái điều này mang tới cho bạn tuổi sửu có được rất nhiều niềm vui tin mừng về con đường tài lộc ngày hôm nay với bạn tuổi sửu bạn kiếm tiền dễ hơn dòng tiền quay về nhanh hơn tài lộc vượng phát nếu như bạn nhận thấy đó là những cơ hội tốt thì bạn cần phải cố gắng dành thời gian để tìm hiểu đừng có vội vàng bỏ qua bạn tuổi sửu nhé Thế nhưng, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, bên cạnh đó, bạn nên tránh tiêu xài một cách hoang phí để có được một khoản tài chính đảm bảo trong các trường hợp xấu nhất cấp bách có thể xảy ra mà không cần phải cuốn quýt, không biết xoay sở ở đâu. Việc đầu tư là cần thiết, nhưng bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cho mình. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn đang có điểm báo màu khắc với thổ làm cho bạn đang có những khúc mắc trong chuyện tình cảm lứa đôi ngày càng gay gắt. Chính vì cả hai luôn giữ ở trong lòng những thắc mắc, hoài nghi, buồn bực ấm ức cho nên mối quan hệ luôn ngập tràn vấn đề nếu có gì nên thẳng thắn trò chuyện với nhau là tốt hơn bạn tuổi Sửu nhé Vậy tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim được cát khí mang đến cho bạn có được nhiều tin mừng về tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy kiếm tiền dễ hơn, dòng tiền quay về nhanh hơn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa nên dành thời gian tìm hiểu cơ hội tiềm năng chớ vội bỏ qua. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ việc đầu tư cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc khúc mắc trong chuyện tình cảm lứa đôi ngày càng gay gắt vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 68, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. từ Vi Tuổi Dần, Chủ Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bạn Tuổi Dần, cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Dần đang có điểm báo cái tính cố chấp ngang bướng của bạn do chịu tác động của tỷ kim chiếu mệnh đang khiến cho bạn mệnh gặp không ít những rắc rối trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn tiểu tuổi dần cứ tiếp tục một mình một ý như vậy, có thể bạn sẽ tự tay chặn đứng con đường công danh sự nghiệp của mình lại nữa đó. Và với bạn tuổi dần, bản mệnh cần phải tỏa rõ tinh thần cầu thị, lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm cá nhân của mình. Và đôi khi, người ngoài cuộc lại có cái nhìn sáng suốt hơn người trong cuộc. Và bạn vẫn cần những người ngoài cuộc cho mình những ý kiến khách quan nhất bạn tuổi dần nhé. Ngoài ra, ngày này với bạn tuổi dần, bạn đang gặp ngày có màu khí vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn đang bị ảnh hưởng ít nhiều bởi lịch làm việc của bạn có phần căng thẳng. Bạn mạnh có thể sẽ dễ mắc phải các bệnh liên quan về gan nên nghỉ ngơi hợp lý, chú ý chăm sóc cho sức khỏe của mình nhiều hơn vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy gặp rắc rối vì cái tính cố chấp ngang bướng của mình tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nên tọa rõ tinh thần cầu thị lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đừng có lúc nào cũng khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên tôn trọng và lắng nghe ý kiến khách quan nhiều hơn tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim làm việc căng thẳng dưới sức đe dọa của sức khỏe và đánh giá của bạn tử dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 34 số 87 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá màu xanh lam quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi hợi tuổi Tuất Từ vi tuổi mão chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão trong ngày này cần phải đề phòng họa phá tài rình rập khi mà hung thần là kiếp tài sẽ xuất hiện trên con đường tài lộc của bạn ngày hôm nay với những khoản chi tiêu ngoài dự kiến có thể khiến cho bản mệnh điêu đứng sớm lâm vào cảnh vay mượn khắp nơi nữa và trong ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, cần phải hết sức thận trọng trong các quyết định về đầu tư, tránh để tiền bạc thất thoát do sai suốt một phút mà gây ra, nhất là trong ngày khi đang có hung tinh đe dọa, cả tin và vội vàng có thể khiến cho bạn phải trả giá đắt nữa. Và ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy để phòng họa phá tài rình rập khi có sự xuất hiện của hung thần chiếu mệnh từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đều đứng về những khoản chi tiêu ngoài dự kiến từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ đối với những bạn kinh doanh buôn bán cần phải cẩn trọng trong các quyết định về đầu tư từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc cả tin và vội vàng có thể khiến cho bạn phải trả giá đắt từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim không nên tác động lên vị trí thai thần ngày hôm nay vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 56, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh và đây là các thần chia trợ cho vận trình tài lộc của bạn ngày hôm nay ngày này với bạn tuổi thìn việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi hơn hẳn hàng hóa lưu thông đều đặn mọi chuyện đang đi đúng guồng quay mà bạn mong muốn cho nên không có gì cần phải bận tâm lo lắng vào lúc này cả bạn tuổi thìn nhé và ngày này, đối với những bạn theo nghiệp văn phòng, làm công ăn lương thì vận trình có đôi chút khác biệt. Xong, về cơ bản thì tài vận của bạn vẫn có được sự khởi sắc, tiền bạc không còn quá yêu hẹp như trước nữa. Bạn mạnh có thêm ngày tay tái cho mình, cho nên cũng giúp cho đời sống của bạn bớt phần khó khăn khi chỉ trông chờ vào đồng lương nhé. Và ngày này với bà tuổi thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành tương xung Cái điều này khiến tôi vận trình tình duyên của bạn đang đi xuống. Đối với những bạn đang quản đầu thân, vẫn đang chần chừ không biết trái tim của mình hướng về đâu. Còn đối với những bạn đã có đôi có cặp, những bạn đã lập gia đình rồi, thì gặp phải khúc mắc trong chuyện gia đình, hai người tranh cãi, bất đồng, cũng bởi không tìm được tiếng nói chung. Xem từ vi ngày mùng 10 tháng 10 cũng cho thấy với bạn tuổi thìn đang có được tác động của những sao tốt như sao minh tinh, sao ngũ phúc, sao lục hợp, sao thiên ân. Vì vậy với bạn có thể thực hiện những công việc quan trọng như thế là ký kết hợp đồng hay là xuất hành đi xa trong ngày hôm nay. Và bạn cũng đừng quên nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây nam và tài thần, hướng chính đông để tăng thêm sự may mắn cho mình. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa được các thần chia chở cho nên vận trình tài lộc của bạn được hanh thông. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, việc kinh doanh buôn bán của bạn được thuận lợi, hàng hóa lưu thông đều đặn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, tài vận khởi sắc tiền bạc không quản quá yêu hẹp tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim tình duyên đi xuống đối với những bạn đang còn độc thân trần trừ dễ bộ lỡ cơ hội tử vi tuổi nhâm thìn cuộc mệnh thủy, các cặp đôi có nhiều tranh cãi, dù không tìm thấy được tiếng nói chung. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 39, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tí, tuổi thân. tử vi tuổi tỵ chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ có thể sẽ gặp phải những chuyện không như ý ngày hôm nay vì cục diện này gây ra nhiều chuyện thị phi cùng ập tới, bản mệnh không hiểu tại sao vận xui cứ điêu bám mình dứt mãi không ra như vậy. Và với bà tuổi tỵ trong lúc bản mệnh đang bàng hoàng, bỡ ngỡ thì kẻ tiểu nhân đã nhận ra cơ hội này để hạ thấp uy tín của bạn. Và đây có thể sẽ là ngày xui xịu của bạn khi không làm gì cũng vướng phải, họa từ trên trời rơi xuống. Bù lại, vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy về con đường tình duyên của bạn đang khá chi là vượng sắc, đối với những bạn đang còn độc thân lại có được nhiều cơ hội để tìm thấy được một nửa riêng cho mình. Và đôi khi hạnh phúc ở ngay trước mắt chứ chẳng cần phải tìm kiếm ở đâu xa xôi, chỉ là thường ngày bạn không chú ý đến mà thôi. Về từ vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, nhiều chuyện thị phi cùng ập tới, vận xui đeo bám từ vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ đề phòng kẻ tiểu nhân đã nhận ra cơ hội hạ thấp uy tín của mình từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc dù không làm gì cũng dễ dàng vấp phải họa từ trên trời rơi xuống từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim đào hoa nở rộ quân đường tình duyên được vượng sắc từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đối với những bạn đang còn độc thân có nhiều cơ hội tìm thấy một nửa của mình và đánh giá của ba tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 10 số 55 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu tím màu hồng quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi dậu tuổi thân từ vi tuổi ngọ Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận tình ngày Chủ nhật này với bà Tứ Ngọ cho chúng ta thấy là ngày này bà Tứ Ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp. Cái điều này mang tới cho bà Tứ Ngọ có được một ngày làm việc gì cũng được hanh thông, thuận lợi. Và bà Tứ Ngọ bản mệnh có được lợi thế nằm ở sức trĩa, năng động và có trí tín thủ lại có cơ hội và may mắn cho nên giành được nhiều thành công hơn. Nhờ vậy mà, cả ngày hôm nay, tâm trạng của bạn tuổi ngọa luôn tươi vui, rộn rã, tinh thần vô cùng là phấn chấn. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọa trong ngày Chủ nhật này, nhờ có cát khí cho nên với bạn cũng đang có được những tín triển hết sức là thuận lợi, các cặp đôi dần hòa hợp với nhau hơn về mối quan hệ tràn đầy những điều ngọt ngào sau những lần cãi vã. Đó là bởi cả hai luôn biết mọi người nhường nhau một chút để cho nhau có được không gian riêng và không bị bó buộc bởi tình yêu. Và ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm Tân Sửu Ngày này, thiêu hải thượng lạn ông, nhân thần nằm ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Do đó, bản mệnh tử ngọa không nên tác động đến các vị trí này ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi ngọ ạ, đang có được tác động của những sao tốt như là sao minh tinh, sao ngụ phú, sao lục hợp, sao thiên ân. Vì vậy, bạn nên sắp xếp thời gian để thực hiện những công việc quan trọng như thế là ký kết hợp đồng hay là xuất hành đi xa. Và bạn cũng đừng quên nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây nam và tài thần, hướng chính đông để tăng thêm sự may mắn cho mình. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim biết vận dụng sức trẻ năng động để đạt được nhiều điều mình muốn từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy gặt hái được nhiều cơ hội và may mắn nhờ trí tín thủ từ vi tuổi mậu ngọa, thuộc mệnh hỏa chuyện tình cảm tiến trị hết sức thuận lợi từ vi tuổi canh ngọa, thuộc mệnh thổ nhường nhịn là bí quyết duy trì tình yêu lâu dài từ vi tuổi nhâm ngọa, thuộc mệnh mộc tránh tác động lên các vị trí thai thần ngày hôm nay và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 21 số 63 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi dần tuổi mùi từ vi tuổi mùi Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bà tuổi Mùi có được những tin vui về con đường tài lộc ngày hôm nay. Với bà tuổi Mùi đang có được thu nhập ổn định là điều mà với bạn cảm thấy may mắn, an tâm khi không phải lo lắng về những vấn đề tài chính, in ổn là điều mong muốn của bạn trong suốt cuộc đời. Điều mà bạn tuổi mùi cần làm lúc này là phải chủ động, tự tin, đôn đáo kiếm tiền hơn nữa thì mới duy trì được vận may này. Nếu sớm bằng lòng với hiện tại thì vận may nào cũng qua sớm mà thôi, tiền có như núi cũng có ngày tiêu hết. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc và đây có thể là nguyên nhân khiến cho tình cảm có nhiều khúc mắc gia đình bất hòa. Lúc này là thời điểm mà bạn cần phải quan tâm tới các thành viên của gia đình, kết nối các thành viên lại với nhau để vượt qua sóng gió. Mau thuận nên cởi mở, không nên thắt lại, gia đình nên hợp lại một, không nên tan bạn tuổi mùi nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim may mắn vì thu nhập ổn định an tâm làm những điều mình muốn tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy cần phải chủ động đôn đáo kiếm tiền để duy trì vận may tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa trở nên bằng lòng với hiện tại quá sớm tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tình cảm khúc mắc gia đình bất hòa tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên dành thêm thời gian quan tâm và kết nối các thành viên trong gia đình với nhau và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 77, số 89, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi hợi. Từ V Tuổi Thân Chủ Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này cảnh báo cho vận trình của bà tuổi thân trong ngày hôm nay có thể sẽ gặp phải con đường tình cảm không được như ý muốn mâu thuẫn giữa các cặp đôi có phần gay gắt hơn nếu không nhanh chóng hóa giải thì gặp phải sự chọc phá của kẻ thứ ba có thể phần thu thiệt sẽ thuộc về bạn đó bạn tuổi thân nhé và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, luôn tìm kiếm một người mang lại cho mình cảm giác an toàn là bến bờ để mỗi khi ngoài kia rông gió có nơi để trở về. Xong dường như bạn đang đòi hỏi ở đối phương mà không chịu đưa ra tình cảm thực sự của chính mình và ngày này với bạn tuổi thân bạn đang có điểm báo gặp tai họa do ảnh hưởng của thiên quan gây ra khiến cho công việc của bạn gặp không ít những trở ngại kẻ tiểu nhân tìm cơ hội để niếm đá sau lưng phá hoại cơ hội thăng tiến của bạn mệnh khiến cho công sức làm lụng của bạn bấy lâu cũng có thể sẽ đổ sông đổ bịn trong tiếp mắt vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy tình cảm bấp bênh mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng gay gắt tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa điểm báo có kẹt thứ ba chiên chân vào mối quan hệ tình cảm tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang còn độc thân đặt ra yêu cầu quá cao về nửa kia trong tương lai tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc công việc gặp những trở ngại nhất định tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đề phòng có tiểu nhân tìm cơ hội niếm đá sau lưng phá hoại đi cơ hội thăng tín của mình. Và đánh giá của bà tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 87, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí, tuổi tỵ Từ vi tuổi giàu, Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tử dậu cho chúng ta thấy là ngày này bà tử dậu đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn tử dậu có được người bảo trợ cho vận trình công danh sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Nhờ thế mà bạn tử dậu giữ được sự bình tĩnh trong công việc và tìm thấy được niềm vui, niềm đam mê khi theo đuổi những thứ mà mình yêu thích nữa. Với bạn tuổi dậu đang có được tinh thần trách nhiệm cao giúp cho bạn không quản ngại khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cho dù có phải vấp phải bao nhiêu khúc mắc đi chăng nữa và điều này được cấp trên đánh giá cao vào khả năng năng lực của mình sự thăng tín của bạn trong thời gian tới là rất khả quan thậm chí có thể nói là khá cao nữa. Tuy nhiên, trong ngày Chủ nhật này với bạn tử dậu lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cái điều này khiến cho vận trình tình cảm của bạn lại có phần xa sút với bạn tự dậu luôn hết mình vì người ấy sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân để đem lại niềm vui cho người mình yêu thương nhưng dường như người ấy chỉ có thói quen nhận mà không trao đi khiến cho bạn không tránh được những thời điểm chạy lòng và bị tổn thương nữa vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy công danh được xuân sẻ, luôn giữ được sự bình tĩnh trong công việc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tìm thấy được niềm vui niềm đam mê khi theo đuổi những thứ mà mình yêu thích tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ không quản ngại khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc được cấp trên đánh giá cao với khả năng năng lực của mình tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim vận trình tình cảm xa suốt khi sự hy sinh của bạn xuất phát từ một phía. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 39, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ Vi Tuổi Tuất, Chủ Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bà Tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bà Tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ, cái điều này làm cho bạn tuổi tuất đang có được vận trình tình cảm thăng hoa rực rỡ, đào hoa phơi phới, niềm hạnh phúc tươi vui đang hiện rõ trên khuôn mặt của bạn. Người đã có đôi có cặp hạnh phúc càng thêm nồng nàn, người cô đơn có được cơ hội đón nhận tình yêu, sớm tìm được một nửa cho riêng mình mà thôi. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm, nâng đỡ cho vận trình tài lộc của bạn khá nhiều trong ngày hôm nay. Những người có tài lĩa, tưởng chừng như chị để chơi, nào ngờ tới thời điểm này, nó lại trở thành nghề tay trái, giúp cho bạn có thêm phần thu nhập cho mình một cách dễ dàng mà vận được sống với sự đam mê. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm Tân Sửu với bà tuổi Tuất đang có được sự tác động của những sao tốt như là sao Minh Tinh, sao Ngũ Phúc, sao Lục Hợp, sao Thiên Ân. Vì vậy, bạn có thể thực hiện nhiều công việc quan trọng như thế là ký kết hợp đồng hay là xuất hành đi xa trong ngày hôm nay và bạn cũng đừng quên nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây nam và tài thần hướng chính đông để tăng thêm sự may mắn cho mình. Còn đối với những gia đình có thai phụ thì trong ngày này lại không nên tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, vận trình tình cảm được thăng hoa rực rỡ, đào hoa phơi phới, tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, người đã có đôi, hạnh phúc, người cô đơn có cơ hội nhận được tình yêu, từ vi tuổi mạo tuất thuộc mệnh mộc, vận trình tài lộc được nâng đỡ rất nhiều, từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái, được sống trong đúng sự đam mê, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, đánh tác động lên các vị trí thai thần ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 57, số 82, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tương phá cái điều này làm cho mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi hợi không được yên ổn gia đình lục đục hai vợ chồng thiếu đi sự bao dung cho nhau cho nên dễ dàng khiến cho đối phương bị tổn thương bởi những cảm xúc khó kiểm soát của mình cái chuyện tình cảm rối ren khiến cho tinh thần của bạn bị xuống dốc làm gì cũng trục trặc bất thuận và càng như thế bạn càng khó tìm ra được hướng phát triển cho sự nghiệp của mình và nếu có thể với bạn tuổi hợi hãy sắp xếp thời gian đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đầu óc của bạn sẽ thêm phần minh mẫn và thư thái tuy nhiên với bạn tuổi hợi cũng đừng quá lo lắng sự chia chở của thiên ấn chiếu mệnh trong ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn có thêm được cơ hội để tháo gỡ những khó khăn mà mình đang gặp phải trên con đường công danh, sự nghiệp. Và bạn nên tận dụng cơ hội để có được vị trí mà mình hằng mong ước bạn tuổi hợi nhé. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, quan hệ tình cảm không được in ổn, gia đình lục đục. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, gây tổn thương cho nửa kia vì không biết kiểm soát cảm xúc. Tử vi tuổi Kỷ hợi thuộc mệnh mộc, tinh thần xuống dốc, làm gì cũng gặp trục trặc từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim khó tìm ra định hướng cho sự phát triển của sự nghiệp từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy các thần che chở có thêm được cơ hội tháo gỡ những khó khăn hiện tại và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 11 số 66 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu đen của nhóm phụ trợ tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tít like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.